Hello, xin chào các bạn. Skype là một phần mềm giúp cho chúng ta có thể chat, gọi điện, gửi file, họp nhóm, giảng dạy và học tập trực tuyến. Đây là một phần mềm rất là nổi tiếng ở trên các hệ điều hành Windows, macOS, Android, iPhone, iOS và phần lớn á, thì chúng ta sử dụng Skype với mục đích là liên lạc và làm việc. Chat và gửi những cái tập tin thì chúng ta không cần phải tốn chi phí để mua cái phút gọi hoặc là những cái dịch vụ cao cấp trên Skype. Bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn các cách cài đặt và cách sử dụng Skype các bạn nhé. Ok. Để cài đặt được thì các bạn hãy giúp mình truy cập vào một cái phần vào cái đường link mà mình đã để sẵn ở trong cái phần mô tả video thì các bạn sẽ vào được cái trang download.com.vn và các bạn sẽ click vào nút tải về các bạn nhé. Và chúng ta sẽ lựa chọn cái version mới nhất, Sky version mới nhất để chúng ta tải về. Ok, sau đó các bạn nhấn save. Thì cái dung lượng của Sky nó qua khoảng tầm 70 MB và tùy theo tốc độ mạng của chúng ta nhanh hay chậm thì các bạn sẽ download nhanh hay chậm các bạn nhé. Cái phần mềm này thì hiện nay ở nước ngoài họ sử dụng rất là nhiều và phục vụ vào cái vấn đề là liên lạc trong việc làm ăn và trong việc kinh doanh, trong việc gặp gỡ tương tác với đối tác rất là nhiều. Bên mình thì sử dụng rất là nhiều về cái phần mềm Skype này. Một số bạn thì gặp là Skype, một số bạn là Skype, nhưng mà cái nào cũng được ha các bạn. Ok. Chúng ta sẽ chờ một chút xíu, mình đang chờ chắc khoảng tầm khoảng 1 phút nữa là mình sẽ có thể download xong cái ứng dụng này. Trong quá trình chờ đợi thì các bạn vui lòng giúp cho mình xin một lượt subscribe, một lượt đăng ký kênh nha các bạn. Kênh của mình thì chuyên về lập trình và chuyên về những cái ứng dụng hay ở trên Windows, Android, iOS và trên cả macOS nữa. Các bạn hãy đăng ký kênh và theo dõi video của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok. Bây giờ thì mình đã download sắp xong cái ứng dụng của mình rồi. Mình sẽ refresh lại. Khi các bạn có cái biểu tượng này là chúng ta đã cài đặt. Chút xin lỗi, chúng ta đã download xong. Chúng ta hãy double click vào cái biểu tượng Sky này các bạn nhé. Rồi sau đó các bạn sẽ chọn Yes. Rồi chúng ta nhấn Install. Ok. Rất là dễ. Trong quá trình chờ đợi thì các bạn hãy giúp mình chuẩn bị một cái số điện thoại hoặc là một cái địa chỉ email để chúng ta đăng ký cái tài khoản Skype này các bạn nhé. Rồi. Khi các bạn cài đặt xong thì nó sẽ có một cái giao diện của Skype hiện ra. Ở đây thì các bạn sẽ nhấn vào nút Let's Go để chúng ta tiếp tục nè. Rồi ở đây thì nó sẽ có là Sign in or Create. Chúng ta sẽ click vào đây các bạn. Các bạn thấy không ạ? Ở đây thì nó sẽ có là nếu chúng ta chưa có account thì các bạn hãy tạo ra một cái account. Nếu như các bạn đã có account rồi thì chúng ta sẽ chọn vào sign in là xong nha các bạn. Account là account của Microsoft. Microsoft thì các bạn có thể sử dụng là những cái email có cái đuôi là Outlook hoặc là email là Live hoặc là những cái tài khoản mà trường học hoặc là cơ quan của các bạn sử dụng cái dịch vụ của Microsoft, các bạn có thể đăng nhập được vào. Bây giờ mình sẽ thử tạo ra một tài khoản mới hoàn toàn để mình hướng dẫn những cái bạn nào chưa từng có các bạn nhé. Ví dụ ở đây mình sẽ sử dụng số điện thoại hoặc là các bạn có thể sử dụng email cũng được. Ví dụ ở đây mình sẽ sử dụng email email đi cho dễ hơn các bạn nhé. Đây mình sẽ sử dụng email, mình dùng cái email này để mình đăng ký một cái tài khoản. Ok chưa? Rồi sau đó mình sẽ chọn next các bạn nhé. Xin lỗi các bạn, chúng ta không sử dụng Gmail được. Ở đây chúng ta phải tạo ra một cái địa chỉ email mới nha. Get new email luôn thì các bạn sẽ phải chọn là outlook.com hoặc là gmail.com. Thì ở đây mình sẽ chọn là Lê Nhật Tùng 2021 đi. Đó. Lê Nhật Tùng 2021 outlook.com. Rồi sau đó mình chọn next. Sau đó các bạn có thể create một cái mật khẩu bất kỳ nha các bạn. Sau đó chúng ta chọn next. Rồi, các bạn có thể đánh tên của các bạn vào. Rồi chúng ta lại tiếp tục chọn next. Các bạn nhớ là cái tài khoản email này là gì thì các bạn nhớ ghi chú lại nha các bạn. Ok. Rồi chúng ta sẽ chọn next nè. Sau đó các bạn chờ đợi một chút xíu là
chúng ta chọn Next nha các bạn. Ở đây thì nó có một cái lỗi là muốn kiểm tra xem chúng ta có phải là robot hay không, thì bây giờ chúng ta sẽ cần phải xoay cái hình cho nó đúng cái vị trí. Đây, như thế này là đúng rồi đúng không? Chúng ta sẽ chọn Next. Rồi, chúng ta có thể xoay cái hình cho nó đúng cái vị trí lại. Cái này thì đây. Đó, chúng ta chọn Done. Rồi, tiếp tục nha các bạn. Đấy. Cái thao tác này thì chúng ta phải làm một vài lần để cho họ xác nhận là chúng ta không phải là robot. Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn tất cái việc là xác nhận. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái tài khoản Microsoft mới, và cái Skype này cũng sẽ tự động nó đăng nhập vào luôn. Tí nữa thì mình sẽ thoát ra và mình sẽ đăng nhập lại cho các bạn xem nhé. Tại bước này thì chúng ta có thể add một cái hình ảnh vào để làm cái hình avatar đó các bạn ạ. Chúng ta sẽ chọn Continue nhé. Rồi sau đó chúng ta có thể test audio nè. Chúng ta nhấn Continue. Rồi ví dụ ở đây thì mình sẽ chụp một cái ảnh chẳng hạn. Continue. Rồi chọn OK. Đó. Rất là dễ ha. Lúc nãy thì mình chụp ảnh nhưng mà nó chưa có lưu lại, mình chưa có nhấn nút lưu lại nên là cái hình của mình nó chưa có hiện thị ra chỗ này. OK. Rồi bây giờ á, đây là cái màn hình chính nè. Cái việc đầu tiên là mình sẽ thoát ra để mình đăng nhập lại cho các bạn xem nhé. Mình sẽ thoát ra thì các bạn sẽ click vào chữ này, các bạn sẽ chọn là setting. Sau đó chúng ta sẽ chọn xin lỗi các bạn, chờ mình một chút xíu, mình đang tìm cái chỗ ở đây, cái sign out ngay ngay phía bên trên đây mà mình không thấy. Mình sẽ chọn sign out ở chỗ này nhé, mà mình sẽ thoát ra. Yes. Vậy đối với những bạn mà đã có tài khoản trước đây á thì các bạn không cần phải đăng ký mà các bạn sẽ đăng nhập luôn. À, các bạn đăng nhập thì các bạn sẽ làm gì? Các bạn sẽ thứ nhất là các bạn sẽ nhập cái địa chỉ email hoặc là cái số điện thoại. Ví dụ hồi nãy cái địa chỉ này là địa chỉ mình vừa tạo ra nè. Đó. Sau đó mình sẽ nhập cái mật khẩu của mình vào đây. Thì lúc này là mình đã đăng nhập lại được rồi. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng chi tiết cái này luôn, cách chi tiết cái này luôn các bạn nhé. Rồi. Trước hết đó các bạn, mình muốn các bạn xem giúp mình cái menu ở phía trên này, cái menu chỗ TL này nè, sẽ là cái hình của mình nè. Ở đây nè các bạn thấy đó là cái hình hồi nãy lúc của mình chụp đó, nó chưa thành công, thì mình có thể click vào cái biểu tượng này để mình chọn Update Profile các bạn nhé. Ở đây á thì chúng ta có thể chọn một cái ảnh mà các bạn có sẵn ở trên 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 desktop, hoặc là các bạn có thể chụp ảnh ha các bạn. Sky profile ha. Đây ở đây chúng ta sẽ click chụp vào đây. Ở đây thì lúc nãy do chúng ta không chụp á, nên là bây giờ chúng ta phải upload một cái ảnh. Mình upload đại một cái ảnh nào đó cho các bạn thấy là nó có cái hình thôi ha. Đây mình up tạm một cái ảnh, các bạn có hình ảnh của các bạn nên chọn cái hình vào đây. Đó. Rồi. Ở trong đây thì nó sẽ có những cái thông số khác, ví dụ là Sky number là sky to phone, thì cái này các bạn có thể bỏ qua cũng được, này không quan trọng. Trong cái phần setting thì các bạn có thể xem thêm một số cái thông số khác, ví dụ như là các bạn có thể cài đặt lại ngày email nè, rồi ngày sinh của các bạn nè. Đó. Trong phần appearance thì các bạn có thể chọn cái theo cái kiểu là dark. Dark là cái kiểu màn hình tối để cho chúng ta đỡ hại con mắt của chúng ta nhé. Bây mình sẽ chuyển sang kiểu dark đi để cho nó đỡ bị ảnh hưởng tới mắt. Rồi, audio và video. Đó, các bạn có thể ở đây thì bên mình hiện giờ là đang trời buổi đêm nên là nó sẽ tối như thế này. Đây, các bạn có thể thấy một số cái thông tin khác. À, tuy nhiên, hầu hết cái phần này thì chúng ta sẽ để nó ở chế độ mặc định. Chúng ta không cấu hình gì nhiều. Trong cái cửa sổ chat này các bạn sẽ có thể tạo ra một cái chat mới hoặc là tạo ra một cái group chat mới, ví dụ mình new chat, thì sau đó mình sẽ tìm một cái người nào đó. Ví dụ mình sẽ tìm một cái người bạn của mình đi. Đây là tài khoản của mình luôn. Đó. Thì bạn có thể new chat, sau đó bạn đi tìm cái số điện thoại hoặc là địa chỉ email hoặc là cái nick Skype của bạn bè mình đó, sau đó các bạn có thể gửi nội dung ở đây. Đó, đây là cái cách để chúng ta chat, và trong quá trình chat thì các bạn có thể gửi rất là nhiều thông số khác, ví dụ là gửi profile của một người nào đó nè,
hoặc là các bạn có thể gửi một cái đoạn âm thanh. Các bạn có thể ghi âm thanh ở đây và sau đó các bạn sẽ gửi như thế này đó. Đó là chúng ta sẽ gửi âm thanh nhé. Để các bạn có thể share luôn cái địa điểm là các bạn đang ở vị trí nào thì các bạn có thể share được cái địa điểm của các bạn. Đó, đây là cách share địa điểm. Ngoài ra thì sẽ có một số cái thông số khác, ví dụ như là video message, nghĩa là các bạn có thể quay một cái video ngắn có hình ảnh luôn rồi nó sẽ gửi đi à, các bạn rất là dễ ha. Rồi ok à, nếu như các bạn muốn gọi điện thoại cho bạn mình á thì các bạn sẽ click vào cái nút gọi điện thoại trên đây nè các bạn. Khi các bạn click vào thì các bạn sẽ chờ đợi người bạn của mình nhấc máy, và khi nhấc máy xong á, nếu như các bạn muốn chia sẻ video của mình hình ảnh á thì các bạn có thể click vào cái biểu tượng là camera ở đây thì các bạn sẽ có thể chia sẻ được hình ảnh. Đó. Đó, ok. Các bạn muốn kết thúc cuộc gọi thì chúng ta xin nhấn nút End kết thúc cho đây. Rất là dễ các bạn ạ. Đó là cách để chúng ta chat, chúng ta gửi được cái nội dung tin nhắn, gửi được một cái voice message, video message hoặc là gọi điện thoại, gọi là video call đó, hoặc là audio call, thì các bạn chọn hai cái nút trên đây là xong. Rồi, nếu như các bạn muốn add một cái bạn bè nào mới á, thì các bạn cứ nhấn vào trong chỗ này nè, là chúng ta có thể gọi, và các bạn có thể gọi rất nhiều người cùng một lúc. Nếu các bạn sử dụng Skype để giảng dạy và học tập thì nó hỗ trợ lên tầm khoảng 10 người cùng một lúc, như lớp nhỏ các bạn, những cái nhóm nhỏ nhỏ thì chúng ta sử dụng Skype này nó dễ hơn rất là nhiều ha. Ok. Rồi các bạn cũng có thể tạo ra một cái group chat nè, rồi tạo ra những cái private conversation thì nó sẽ được bảo mật hơn. Rồi các bạn cũng có thể tạo ra những cái cuộc họp. Ví dụ các bạn có thể tạo ra host a meeting. Meeting là một cái cuộc họp nha các bạn. Meeting là một cái cuộc họp. Thì các bạn có thể tạo ra một cái cuộc họp để cho cả lớp, là cả một cái nhóm họ sẽ truy cập vào trong đây. Truy cập vào trong đây. Thì để mà gửi cho cái nhóm của các bạn á, các bạn sẽ phải copy cái đường link chỗ này nè, cái đường link chỗ con rõ chuột này cho bạn bè hoặc là cho học sinh, cho sinh viên, cho đối tác của mình. Thì họ sẽ dựa trên cái đường link này họ sẽ truy cập vào trong đây được. Các bạn nếu muốn bắt đầu cuộc họp thì các bạn sẽ nhấn nút Start Meeting. Start Meeting nha các bạn, Start Meeting, và các bạn có thể invite bất kỳ một cái thông người nào đó thông qua email hay thông qua một cái nội dung nào đó, hoặc là thông qua cái Sky Contact, nghĩa là những cái người có trong danh bạ Sky các bạn. Đó, đó là cách để chúng ta tạo ra một cái cuộc họp. Ok, mình sẽ mở lại. Mình sẽ tắt cái này đi nhé, mình sẽ không tạo ra cuộc họp. Nhưng ở đây thì các bạn có thể tạo ra một cuộc họp. Nếu như các bạn không phải là người host một cái cuộc họp, nghĩa là không phải là chủ một cuộc họp, thì các bạn chỉ cần click vào đây Join a Meeting, rồi các bạn copy cái đường link mà đối tác hoặc là cái người chủ cuộc họp gửi cho các bạn, thì các bạn có thể tham dự được một cuộc họp hay là một cái lớp học trực tuyến ở trên Skype này. Nó rất là đơn giản ha các bạn. Rồi, ok, ở trên đây thì các bạn sẽ thấy có một số tính năng nè, Chat nè, Calls, đúng không? Rất là dễ ha. Rồi đây là contact. Contact là gì? Contact là nơi lưu trữ toàn bộ những cái danh bạ của các bạn có thể new contact ở đây và các bạn tìm kiếm thông qua email, thông qua số điện thoại hoặc là thông qua tài khoản của người đó. Cái này nếu như bạn đã từng sử dụng Facebook hoặc là Twitter thì cái thao tác nó cũng gần giống như vậy, nhưng mà nó ở trên desktop, nghĩa là trên máy tính các bạn, trên cái phần mềm này ha. Ok. Rồi. Lâu lâu thì các bạn sẽ có thể nhận được những cái notification, là những cái thông báo, những cái nội dung mới từ bạn bè của mình. Skype thì nó còn hỗ trợ cho chúng ta gọi cho tới một cái số điện thoại. Tuy nhiên các bạn cần phải trả tiền. Các bạn muốn gọi từ Skype tới một số điện thoại thì chúng ta phải trả tiền các bạn nhé. Các bạn phải mua cái credit từ Skype để mà chúng ta gọi điện thoại. Các bạn có thể gọi tới Mỹ, gọi tới bất kỳ một quốc gia nào cũng gọi được hết. Quan trọng các bạn nạp tiền vào là các bạn sẽ gọi được. Ok. Rồi. Như vậy là mình đã giới thiệu với các bạn cách sử dụng đơn giản nhất về cài đặt Skype cũng như là sử dụng Skype. Các bạn có thể sử dụng Skype để chat, để gọi gọi audio, gọi gọi video, tạo ra cái lớp học trực tuyến hoặc là tạo ra một nhóm họp trực tuyến hoặc là tham gia cái nhóm họp trực tuyến. Ngoài ra các bạn cũng có thể send file, send hình ảnh và send những cái tập tin khác. Bên cạnh đó Skype nó cũng cung cấp cái gói cước là gọi từ Skype nhưng gọi tới số điện thoại các bạn ạ. Gọi tới số điện thoại, gọi tới nhà mạng luôn. Tuy nhiên trong cái tình huống đó thì các bạn phải nộp tiền và phải trả tiền nha các bạn. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi video clip của mình. Các bạn vui lòng cho mình xin một lượt đăng ký, một lượt subscribe và một lượt like nhé. Và nếu có câu hỏi hãy comment phía bên dưới, mình và các bạn sẽ cùng nhau trao đổi nhé. Cảm ơn các bạn và mong rằng các bạn sẽ quay lại và tiếp tục theo dõi những video clip khác của mình. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.